Thừa Thiên Huế huy động hàng trăm người ra cố bờ biển. Ngày 11 tháng 10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành gia cố bờ biển sát mũi kẻ An Dương 1. Sau bão số 4, chiều cường và sóng biển lớn đã gây sạt lở, xâm thực vào bờ biển xã Phú Thuận từ 10 đến 15 mét. Nhằm gia cố đoạn mũi kẻ sạt lở, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an xã dân quân cùng người dân xã Phú Thuận đã sử dụng bao cát đắp đê gia cố tuyến tiếp giáp mũi kẻ đang sạt lở. Theo ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở biển An Dương 1, trước mắt phối hợp với các địa phương thực hiện phương án gia cố tạm thời các điểm sạt lở. Đây chỉ là phương án tạm thời, về lâu dài sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ tình trạng sạt lở toàn bộ bờ biển trên địa bàn tỉnh, ông Giang nói. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương sớm bố trí vốn, huy động các nguồn lực để kiên cố hóa nhiều đoạn bờ biển trên địa bàn nhằm ứng phó sạt lở. Tuổi trẻ Nghệ An và hành trình 10 ngày hướng về vùng lũ. Gần 10 ngày trôi qua kể từ khi Kỳ Sơn, mảnh đất phên dậu của tỉnh phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An vẫn không quản ngại băng qua vùng sạt lở, ngập lụt để cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ, phát huy tối đa hiệu quả lực lượng tại chỗ. Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng đến trưa ngày 2 tháng 10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với mảnh đất dẻo cao Kỳ Sơn. Xác định trong phòng chống thiên tai, lực lượng tại chỗ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ rất sớm, thực hiện yêu cầu của tỉnh đoàn Nghệ An, các đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã cùng nhau phối hợp để triển khai các chương trình hành động. Đồng thời, rà soát các trường hợp gia đình bị thiệt hại nặng về người và của, gia đình neo đơn, gia đình có con nhỏ cần sự hỗ trợ kịp thời. Từ danh sách này, lực lượng đoàn viên thanh niên tiến hành hỗ trợ ứng cứu một cách toàn diện. Thống kê ban đầu cho thấy, đã có 56 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp. Trong đó, riêng xã Tả Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà, 141 nhà bị hư hỏng nặng, xã Tả Cạ 79 nhà, thị trấn Mường Xén 62 nhà. Có 36 nhà buộc phải di rời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất, xã Tả Cạ 30 nhà và xã Bản Nam 6 nhà. Hàng trăm người dân đang phải sơ tán, sống tạm tại nhà người quen, người thân trong vùng. Nắm được tình hình, đội hình thanh niên xung kích tại chỗ ngay lập tức phối hợp với cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang, đào bới bùn đất, khẩn trương cứu vãn những tài sản còn lại đang chìm sâu dưới bùn đất. Đặc biệt, huyện đoàn Kỳ Sơn, đoàn Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn điều động gần 120 đoàn viên thanh niên phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống vượt suối đi qua cầu tre dựng tạm để di chuyển đồ cho người dân khu vực bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tả Cạ. Đồng chí Vi Thái Thuận, Bí thư huyện đoàn Kỳ Sơn cho biết, cho đến tận giờ phút này 11 tháng 10, các đội hình thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Kỳ Sơn vẫn tiếp tục thay phiên nhau giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Các hoạt động dọn dẹp lượng bùn đất tràn vào nhà dân khi lũ quét đi qua, đồng thời xử lý rác thải cây cối đổ rạp trên đường đi và tại các công trình công cộng vẫn được tiến hành khẩn trương. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên còn hỗ trợ hiệu quả việc tiếp nhận các nguồn hỗ trợ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để đưa vào cho bà con, các bản bị thiệt hại nặng nề. Chở yêu thương lên với dẻo cao. Chứng kiến mảnh đất dẻo cao phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của lũ quét, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã vượt qua hàng trăm km để đến với bà con. Ngay tối ngày 2 tháng 10, hơn 50 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sáng ngày 3 tháng 10, lực lượng này đã có mặt tại thị trấn Mường Xén và xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng giúp đỡ bà con những vùng đang bị cô lập ra ngoài, khắc phục hậu quả do lũ quét để lại và trao tặng 2 tấn gạo, hàng trăm kg muối trắng, bột canh, nước mắm, mì tôm, nước sạch và quần áo cho người dân. Ngay sau đó, Bí thư tỉnh đoàn Lê Văn Lương cũng đã có mặt kịp thời để trao 100 triệu tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn để chung tay giúp đỡ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do lũ quét, sớm ổn định cuộc sống. Đây là số tiền đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã quyên góp được, trong đó 60 triệu đồng được quyên góp trực tiếp tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Thấu hiểu nỗi đau với các gia đình có người thân mất tích vì lũ quét, tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã động viên, thăm hỏi và có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân gây dựng lại cuộc sống. Các cơ sở đoàn tại thị xã Thái Hòa, huyện Tương Dương đã trực tiếp thành lập các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh trực tiếp lên với bà con.
Trong đó, thị xã Thái Hòa đã thành lập đội hình tình nguyện gần 40 đoàn viên thanh niên để trực tiếp có mặt giúp đỡ bà con, đồng thời trao 80 triệu đồng tiền mặt và gần 20 triệu đồng quy ra từ nhu yếu phẩm để trao tặng trực tiếp. Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Tương Dương cũng đã cử 110 đoàn viên thanh niên trực tiếp có mặt tại đây. Ngoài ra, các cơ sở đoàn cấp huyện như thành phố Vinh, huyện Yên Thành, huyện Quế Phong cũng đã kịp thời hỗ trợ số tiền hàng chục triệu đồng tới bà con. Đối với đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã trực tiếp quyên góp tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, sớm ổn định cuộc sống. Đã có hàng nghìn két nước, bánh mì, mì tôm giá trị hàng trăm triệu đồng được tuổi trẻ hai khối vận chuyển lên tới bà con Kỳ Sơn. Nhận nguồn nước sạch và hàng hóa từ tay các thanh niên tình nguyện, bà Vi Thị Dâu ở bản Bình Sơn 1, xã Tả Cạ, một trong nhiều gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ quét vừa qua, xúc động chia sẻ. Giữa cảnh lũ lụt ngập trắng xóa, không có nước sạch dùng, một người già cả như tôi cũng không biết tính sao. May quá, có các cháu thanh niên mang nước sạch và các nhu yếu phẩm đến tận nhà. Cùng với đó, các cháu còn phối hợp với cấp ủy chính quyền xã, hỗ trợ gia đình múc sạch bùn đất nơi ở và các công việc khó nhọc khác. Đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư tỉnh đoàn chia sẻ, để tăng cường hiệu quả của đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, chúng tôi đã triển khai nhiều đội thanh niên xung kích khối các đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ những địa phương thiệt hại nặng theo hướng phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của từng đơn vị. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã chủ động kêu gọi mọi nguồn lực xã hội để tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm. Về lâu dài, tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn hội sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng đoàn viên thanh niên tại những địa bàn bị thiệt hại nặng để tạo nên sinh kế thoát nghèo bền vững. Những hậu quả do thiên tai để lại là rất lớn. Thế nhưng, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ sẽ tiếp tục xung kích đến mọi nơi còn khó khăn, chung tay góp sức giúp người dân sớm vượt qua những mất mát, đau thương, dần ổn định lại đời sống. Chipu không phát hành MV mới để né đám cưới Diệu Nhi Anh Tú. Thời điểm Chipu comeback với MV Black Hickey, nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả tò mò khi trở lại với tuyên bố mỗi tháng ra mắt một MV. Sau MV Black Hickey ra mắt vào ngày 8 tháng 8, Chipu tiếp tục tung ra MV Sashimi vào ngày 9 tháng 9. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 10, nữ ca sĩ lại im hơi, lặng tiếng và không hề có động thái nào về việc ra mắt MV mới. Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy tò mò, điều gì đã khiến Chipu chùn chân trước tuyên bố mỗi tháng ra mắt một MV như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng có thể Chipu hoãn việc phát hành MV mới vì để tránh đụng chạm với ngày cưới của Diệu Nhi và anh Tú mùng 10 tháng 10. Hiện tại, đây chính là sự kiện được quan tâm bậc nhất và chắc chắn sẽ còn dư âm trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Chipu không ra mắt MV mới xuất phát từ việc Sashimi đã bị bế lên sóng VTV trước đó. Thời điểm ra mắt Sashimi cũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Phía nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là tác giả ca khúc sau đó cũng đã lên tiếng cho biết Sashimi chỉ là một sáng tác mang tính chất giải trí, kích cầu mọi người đi ăn Sashimi. Nam nhạc sĩ cũng nhấn mạnh rằng khán giả hãy nghe ca khúc với tâm trí thoải mái giải trí. Tuy nhiên, phía Chipu vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào về việc chưa ra mắt MV mới theo tuyên bố mỗi tháng ra mắt một MV. Cùng nhau bắt được hoa cưới của Diệu Nhi, anh Đức ngỏ lời muốn về chung một nhà với Sam. Sau khi hôn lễ của anh Tú Diệu Nhi kết thúc, những câu chuyện bên lề từ phía dàn khách mời có mặt tại đám cưới vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Trong những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tiệc cưới, anh Đức và Sam đã trở thành chủ đề nóng được dân tình không ngừng bàn tán ở khắp diễn đàn. Cụ thể, khi Diệu Nhi tung bó hoa cưới dành cho dàn khách mời đang độc thân với mục đích nhả vía, hot girl Sam và diễn viên anh Đức chính là hai người may mắn cùng bắt được bó hoa từ nữ diễn viên. Điều này đã làm cho cư dân mạng liên tục đẩy thuyền cả hai trong những ngày vừa qua. Không phụ sự kỳ vọng của đông đảo khán giả, mới đây anh Đức đã khéo léo ngỏ lời với Sam, chỉ là xin tí vía của cô gái chụp được hoa thôi. Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy nam diễn viên đang khéo léo kéo tay Sam ra khỏi sân khấu sau khi cô nàng bắt được bó hoa cưới. Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đang độc thân và nam diễn viên lớn hơn hot girl đình đám khoảng 3 tuổi. Hiện tại ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều ra sức anh Đức nên tranh thủ thời cơ để ngỏ lời hẹn hò với Sam. Sao không rước vía về nhà luôn đi ông? Chuyến này anh Đức đi đám cưới lời, được quen cô gái xinh đẹp. Anh Đức cười tươi như cưới được vợ ấy, chụp được hoa chắc năm nay có đám cưới nữa.